Rồi thì mình đã hoàn thiện xong cái cửa lụt treo dưới cái phòng luôn rồi nha các bạn. Thì hình thức thì như mình nãy giờ mình đã làm, các bạn nào mà chưa hiểu thì xem hết video từ đầu tới cuối sẽ hiểu nha các bạn nha. Chứ các bạn xem mà từng khoản á, các bạn xem tua nhanh là không bao giờ hiểu cái hình thức ráp cửa lụt treo với lại cái hình thức mà mình làm cái quách ngăn sắt này như thế nào nha các bạn. Các bạn phải xem hết video thì mới hiểu được nha. Hello, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến kênh Phúc Thiên Vlog của mấy anh em mình nha các bạn. Chào mọi người không nè. Chào mọi người nha. Thì làm trong đây nó hơi tối xíu nên mình quay nó hơi mờ mờ, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì hôm nay mình có làm một cái vách ngăn cái phòng ở đây ra nha các bạn. Thì đây là cái anh chủ nhà nha các bạn. Anh chủ nhà chào các bạn, cái anh chủ nhà. Rồi thì anh em mình làm từ cái vách bên đó qua bên cái sườn bên đây nha các bạn. Xong rồi mình sẽ bắn cái tấm chống thấm á nha các bạn, tấm xi măng chống thấm á. Cái đó là cái bắn cái tấm tiếp lô vô để ngăn cái phòng lại, chống ồn chống đồ luôn nha các bạn. Các bạn muốn biết anh em mình làm như thế nào thì các bạn xem hết video của anh em mình sẽ biết nha. Hình thức đây à, cái vách này thì nó có 2m3, nó hơi thấp. Thì chủ nhà người ta hàng kêu làm lên gần đụng cái cây kèo kia đó. Thì chiều cao của nó phổ bì là 29 nha các bạn, từ trên đầu đó xuống dưới đây. Thì cái này có 2m3 nên mình nói lên thêm khúc nữa cho đủ 29. Xong bắt đầu á, kích thước là mình dựng là mình nấu cái cây đó lên cho đủ cái chiều cao này là 29 luôn. Xong bắt đầu mình sẽ hàn cái cây ngang đây, hàn cây ngang này, hàn từ đầu này qua bên đầu bên đó đó, là mình dựng cái cây xét chết vô đây, mình dựng cái cây xét cái chết này lên đó, rồi xong mình hàn vô, mình hàn cái đó với hàn cái đầu bên đây đó, rồi nó liên kết với nhau. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái cân đi vô, lấy cân đi vô lên bờ cặp vô đó, mình cặp vô cái chiều đó cho nó thẳng. Nó thẳng thì các bạn gia cố cho mình một cây sắt ở trên, mình đóng sắt vô, mình khoan, mình đóng sắt nó thẳng, là mình khoan đóng sắt ở trên mình hàng vô. Xong rồi mình canh cái đường thẳng dưới, mình khoan thêm một cái sắt ở dưới, đóng thêm cây dưới nữa. Rồi sau khi nó thẳng là bắt đầu mình gia cố thêm con này với lại con đây nữa, hai con nữa là nó cứng rồi. Mình mở lắc cho người ta coi coi. Rồi cứng ngắc cứng ngờ luôn. Rồi sau khi là nó lên cái khung rồi á, thì mình sẽ hỏi chủ nhà cái cửa bao nhiêu. Thì chủ nhà ở đây cái cửa cho 80 lọt lòng, thì mình cắt cái đố này là 80 lọt lòng. Đây cái đố nó đây. Rồi lát nữa mình cắt cái cửa đó sẵn, lát nữa mình lấy từ dưới lên 2m, xong rồi mình hàn cây ngang qua luôn, chứ không phải là cắt xong rồi bỏ, làm cửa rồi bỏ. Lát mình hàn canh lên 2m như mình hàn ngang qua luôn, rồi cho nó chuẩn luôn. Rồi bắt đầu mình có cái cây đây rồi, đặt cây đó vô đó, đó 80 á, từ đó qua đây 80 bóp luôn. Đó, thì 80 lọt lòng là còn bao nhiêu thì mình đo cây sắt đây qua bên phía bên đây bao nhiêu thì mình cắt một cây nữa mình hàn vô nha. Mình hàn vô, mình hàn vô thì cái bảo đảm cái đầu đây thì nó chuẩn rồi nè. Cái đầu nó chuẩn thì mình chấm đây trước, xong bắt đầu mình chấm một bon vô cái cây sắt đó, rồi bắt đầu mình cặp cái cây đây vô, cặp vô mà đó, cặp cái cây sắt này cho nó xét, nó xét vô đây luôn nè, nó xét vô đây, nó xét vô trong cái mí đây. Rồi cái đầu bên kia thì nó xét vô trong cái mí của cái tường á. Rồi bắt đầu cái chính giữa, cái cây chính giữa đó mình sẽ lấy theo cái cây sắt cho nó thẳng, rồi mình hàn xong mình đóng một cây sắt chặn lại, mình đóng một cây sắt đây, mình đóng cái đây xuống, mình khoan lỗ đóng xuống, mình hàn vô để cho cái khung này khỏi bị lắc la lắc vô. Rồi bây giờ là cái khung nó đã chuẩn hết rồi, thì mình chỉ có việc thì cái khung này nó đã
cái mặt trước này đã nó ok hết rồi, thì bây giờ mình muốn ngăn, mình dăng cái khổng này, là cái khổng trống này mình muốn dăng bao nhiêu cây đó thì mình dăng vô. Thì cái khổng này là Hùng sẽ lấy theo cái tấm của cái tấm chống thấm đó, là nó giờ cao lên là 2m4 thì mình sẽ lấy từ dưới đất lên 2m4, mình thả ngang qua đó. Còn nó ở trên nó nhiêu thì mình sẽ cắt cái tấm đó mình nó vô, rồi cái khoảng 2m4 đó thì mình thả thêm 2 cây nữa cho nó khỏi nhịp cái tấm đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cắt hàng rồi quay cho các bạn xem nha. Rồi chào các bạn nha, thì mình mới làm xong cái dàn sườn nha các bạn. Dàn sườn này bằng sắt nha chứ không phải bằng nhôm đâu nha các bạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà làm vách ngăn ở nhà mà không biết phải làm sao thì xem hết video của mình sẽ biết nha các bạn nha. Thì hình thức thì các bạn xem hết video là sẽ biết cái cách thức mà mình lên cái khung sườn sắt này như thế nào nha các bạn. Mình đi cái khung sườn này là hộp 4 vuông nha các bạn, 4x4 nha. Đó. Thì cái đây là mình trừ lại cái này là cái cửa nè, cái cửa 82m nè. Đó. Thì bữa mình sẽ bắn cái tấm mà cách nhiệt chống thấm vô cho các bạn xem nha, ở video sau nha các bạn. Video này là mình hướng dẫn cho các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết nghề cái hình thức là lên cái quách, cái phòng bằng sắt nha các bạn. Đó. Còn các bạn nào mà muốn xem cái cách thức mà làm vách ngăn bằng nhôm thì mình các bạn vô tìm cách thức làm vách ngăn bằng nhôm kiến của Phúc Thiên Vlog, các bạn sẽ biết nha các bạn. Còn cái này là bằng sắt. Đó, ở trên là mình thả vuông 4 luôn, hết luôn rồi để mình cũng bắn tấm trên đó luôn nha các bạn. Đó. Các bạn mà nó mới, các bạn nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề lưu ý cho mình cái chỗ này nha. Thì cái khoảng này á, cái khoảng này là mình thả từ cái khúc này qua cái khúc này, nghĩ là cái tấm nó là ngang 1m22, cao 2m44, thì mình phải thả sao mà phủ bì cái này, tại vì mình bắn từ cái này, mình bắn qua đây thì nó phải nằm giữa tim của cây đây nha, giữa tim đây, rồi bắt đầu giữa tim này mình nó qua bên đây đó, qua giữa tim như này, rồi giữa tim này qua phủ bì này đó. Cho các bạn mà không tính thì không tính cho nó chẳng cái khổ là nó sẽ bị lỡ cái tấm cái cách nhiệt chống thấm của các bạn nha, là nó tốn tiền tốn củ của các bạn nha các bạn. Đó, nên các bạn lưu ý, ví dụ như cái tấm đó mà 1m 2m thì các bạn làm sao làm thả ngay giữa tim cho mình, canh sao mà thả giữa tim để giữa tim nối nhau là nó mới cứng cái tấm nó được nha các bạn. Đó, còn mấy cây ngang này là mình dăng cho nó cứng thôi. Đó, mấy cây ngang đây là mình dăng ngang qua là để mình bắn cái tấm vô, rồi mình bắn thêm vít vô cho nó khỏi bùng với lại cho nó cứng. Đó, lưu ý với mấy cái đó giùm cho mình. Còn cái chỗ này là cái cửa. Đó. Thì mình cái làm cửa lùa treo, thì bữa nào mình sẽ làm một cái video cửa lùa treo tiếp cho các bạn xem, tại có nhiều bạn comment không biết treo sao đẩy cho nó nhẹ, với lại ở dưới không biết cách thức gắn sao cho nó khỏi bị bứt cửa ra, nên giờ bữa mình gắn cửa lùa treo này mình sẽ làm lại một cái video đó để mình hướng dẫn cho các bạn, tại có nhiều bạn comment quá đó. Thì trước tiên thì các bạn xem hết video thì đó, cái phần mình làm này thấy nó vuông vức mà nó thẳng thớm không đó. Thì mình bạn nào chưa biết thì xem hết video sẽ biết nha. Đó, mà cái này mình gia cố sắt đồ cho nó cứng nha các bạn. Đó, như mấy cái khung trên mình cũng có gia cố dài khoảng mấy cái góc này, với lại mấy cái chỗ mà nó yếu là mình phải gia cố sắt vô, mình đóng vô, mình hàn vô nha cho nó cứng. Ở cái khung nè, thấy cứng ngắt luôn ha không các bạn, mình rung nè, không lúc lích luôn ha, làm sao cho nó cứng chứ. Đó, thì video này mình chỉ hướng dẫn các bạn nào chưa biết nghề với lại mới vô nghề chưa, cách thức mà để lên một cái vách ngăn bằng sắt nha. Đó, ở trên là mình bắn tấm cách nhiệt thay la phong luôn nha các bạn. Còn này mình bắn tấm cách nhiệt với tấm thấm luôn. Đó, thì video sau mình sẽ bắn cái tấm nó vô thì mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem. Nay anh em mình có bắn tấm tấp lô chấm tấm thấm vô này các bạn. Đó, tấm này nè, tấm giống thấm nè. 8 ly nha các bạn, dày 8 ly. Vừa ngang của nó là 1m2.
chiều ngang là 1m2, còn chiều cao là 2m, chiều ngang nó là 1m22, còn chiều cao là 2m44 nha các bạn, là đúng khổ của nó luôn á đó. Thì hồi bữa anh em mình có chia sắt á, chia cái khung sắt á, video trước là mình có hướng dẫn các bạn làm cái khung sắt á sao cho nó chính xác để mà mình bắn cái tấm này vô cho nó đẹp luôn, nó vừa đủ khổ luôn nha các bạn. Thì đó, thì cái sườn này coi mình bắn dàn sườn nè đó. Thì mình bắn cái này là mình, các bạn lưu ý là lấy cái mũi khoan mồi á, khoan mồi trước rồi bắt đầu bắn quýt vô cho nó bằng quýt, nó bằng cái mặt tấm chống thấm luôn nha các bạn. Chơi nữa các bạn mà không khoan mồi là con quýt nó, mình bắn quýt vô nó sẽ bị lòi ra, nó xấu nha đó. Mình bắn vô nó bằng luôn nè đó, mình bắn vô là nó bằng luôn. Thì ở trong đây nó hơi tối, mình quay nó hơi video hơi mờ mờ, các bạn thông cảm cho mình nha đó. Thì cái khổng này là nó chiều cao nó tới 29, nên cái tấm này có 2m44 nên phải nấu thêm một khúc qua trên nữa nha các bạn nha. Còn cái này là nó đầu to đầu nhỏ nên nó dư cái tấm ra nè, cái đầu đây nó nhỏ, còn cái đầu kia thì nó to, cái đầu kia này vừa nó vừa khổ luôn. Thì lát nữa mình làm xong mình sẽ gọt lại nha các bạn đó. Còn cái mình bắn là mình chia tim là nó tấm hai tấm ghép lại, nó nằm giữa cái sắt luôn này các bạn nè đó. Đó là nó đẹp. Chứ nếu mà mình bắn cái tấm này mà mình không canh sắt á là sẽ nhìn vô sẽ thấy cái độ hở ở trong nha. Còn cái này là nhìn vô là chỉ thấy cái sắt ở trong thôi nha các bạn. Mấy cái chỗ hở này thì mình sẽ chích keo sau nha các bạn nha. Chích keo xong mình sơn màu luôn. Đó. Còn cái khoảng này là nó mình lát nữa mình sẽ ghép thêm một khúc nữa nha các bạn. Tại nó bị lỡ khổ nên mình sẽ ghép thêm một khúc nữa. Từ dưới lên trên luôn. Đó. Rồi đây, mình bắn xong cái trần la phong này nè. Đó, lỡ trên là nó chống thấm, còn ở dưới đây là mình sẽ sau này là anh sẽ đóng thêm một lớp la phong nữa để chi mấy cái khung sắt này nha các bạn. Còn ở trên là anh bắn ở trên để cho nó chống ồn, với lại là anh muốn bắn ở trên anh không muốn ở phía dưới. Ở dưới thì để anh đóng thêm lớp la phong nữa. Rồi cái tường này là anh sẽ dán mấy cái miếng dán tường đó các bạn. Đó. Cái chỗ này mình chưa bắn nha, lát nữa mình mới bắn nha. Đó, mình mới bắn bên này còn bên này nữa. Thì khi nào mình làm xong, mình bắn xong hết rồi mình sẽ quay lại một vòng mới cho các bạn xem nha các bạn nha. Rồi. Các bạn nhớ xem hết clip cho mấy anh em mình nha các bạn. Đó. Còn cái chỗ này là cái cửa đi ra vô nè. Đó, giờ bữa mình sẽ làm cánh cửa lùa treo rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Nào xong hết rồi mình sẽ quay lại một vòng mới cho các bạn nha. Đó thì cái khúc trên mình cũng chừa nửa cái sắt á, cái hộp bốn vuông thì mình bắn lên một nửa hai phân, còn hai phân để mình khi mình ghép là nó sát luôn đó nha các bạn. Đó, khi mình làm là mình phải biết cái tấm nó dài bao nhiêu. Cái này tấm này là khổ lớn nè, cái khổ 1m22 là cao 2m44 nè, nó còn một loại khổ nhỏ là ngang mét, dài 2m nữa nha các bạn. Thì các bạn làm cái khổ nào thì các bạn nhớ chia sắt theo cái khổ đó nha. Mình làm khổ 1m22, 2m44 nên mình làm theo, mình chia sắt theo cái khổ của nó luôn nha các bạn. Đó, thì khi nào mình làm xong mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Rồi, ok. Cái mặt trước này mình sẽ nớ tôn lên luôn, nó bắn tôn là mình sẽ nớ tôn lên luôn, còn mặt trong là mình ốp cái tấm chống thấm này nha các bạn. Thì mình ở đây sẵn đây mình cũng báo giá cho các bạn biết luôn là cái tấm này là 8 ly thì của nó là 8 ly là 240 mấy ngàn á. Ông anh mình cũng đi mua nên mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà anh nói là 240 mấy á. Còn cái tấm mà trên trần này là nó mỏng hơn, nó có 4 ly thôi. Nó 4 ly thì nó có 130 mấy hay là 40 mấy gì đó. Nghe nói là như vậy thì mình thì nói chung nó chênh lệch cũng có mấy ngàn một tấm thôi, mình nói nó cũng chênh lệch mấy ngàn thôi này để cho các bạn biết, các bạn tính.
Đó thì khi nào mình làm xong thì mình sẽ quay lại dòng nữa cho các bạn xem nha. Thì đó thì cái tấm này là nó 8 ly nè. Còn cái tấm trần lấy mỏng hơn 4 ly để cho nó nhẹ dạng xuôi nha các bạn. Ở trên đó là không cần phải lấy dày. Khi nào mình mà làm sàn á thì mình sẽ lấy loại dày. Còn cái đó mình dạng như thay thế cho la phân thôi. Mình lấy loại mỏng cho nó nhẹ cái dạng xuôi. Còn sàn là mình phải lấy cỡ tầm 1 ly 2 1 1 phần 2 đến 2 phần nha các bạn. Còn mấy cái dách này chỉ cần lấy 8 ly là được rồi. Còn cái tấm thả sàn là phải bèo lắm, phải được 2 phân nó mới cứng. Đó. Rồi. Thì cái khúc trên này bữa nó bị hụt mình nó tôn lên là xong rồi nha các bạn. Nó đều lên luôn nè. Đó. Còn mặt lên đây mình bắn tấm cách nhiệt hết nè, chống thấm nè. Xong hết rồi đó. Mình quay ở trong cho các bạn xem nha. Nó trong này nó hơi tối á, chưa có đèn nên nó hơi tối xí. Quay bằng đèn led điện thoại nha các bạn. Thì các bạn thì cái phòng của anh mình làm xong rồi nha các bạn. Mình quay một vòng cho các bạn xem. Đó thì cái tấm này là tấm cách nhiệt chống thấm rồi xong rồi mình sơn cái màu xám lên này nha các bạn. Cái bữa nó màu trắng bây giờ mình sơn màu xám. Thì ở trong này nó hơi tối nha các bạn nên mở đèn led mình quay nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Nó chủ nhà chưa có bắt điện vô. Đây là cái cửa nè. Cửa này là cái cửa lùa treo nha các bạn. Cửa sắt tôn mano treo nha. Đây mình sẽ lùa qua lùa lại cho các bạn xem rồi xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn mà bữa cũng comment mình là ở trên treo làm sao rồi ở dưới gắn cái cốt làm sao á, mình sẽ quay lại một vòng nữa để cho các bạn nó xem, các bạn nó để ý nha các bạn. Video này mình chỉ làm cho các bạn mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề làm thôi nha. Còn các bạn nào mà đã biết nghề rồi thì thông cảm cho mình nha. Đó. Thì đây. Cửa lùa đây. Đó. Đây mình lùa qua này, mình tải một tay mình làm, một tay mình quay nên mình lùa. Đó, thấy nhẹ không? Thì cái lùa sắt thì nó phải cái bánh xe nó chạy nó hơi kêu hơn cái bánh cửa nhôm treo nha các bạn. Nhôm treo là nó bằng cao su. Còn cái cửa lùa sắt là nó bánh xe nó bằng sắt á nên nó hơi kêu một xíu. Đó. Thì để mình quay cái phòng một vòng cho các bạn xem nữa. Đây. Thì đó, lúc chưa sơn thì nó màu trắng như vậy nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mới vô người dưới nghề cách mà gắn cái cửa lùa treo nha. Thì trước tiên là các bạn cái cửa này, ví dụ cái cửa này mình làm 90 thì mình cắt cái máng là 9-18, mình cắt 1m8 cái máng 1m8. Nhưng mà mình cắt 1m8 thì nó sẽ bị hụt cái sắt bên đây. Mình sẵn mình tận dụng cái sắt bên đây thì mình đo củ bì cái sắt này qua bên cái sắt bên đây bao nhiêu luôn. Mình sẵn mình hàn vô cái sắt đó cho nó cứng luôn. Chứ nếu mà 1m9 nó nằm lỡ cỡ là mất công mình phải cái sắt nữa cho nó cứng nha. Mình qua đây luôn, nó dư xíu cũng được không sao hết. Rồi. Thì trước tiên là cái nền này còn lót nền lại nha các bạn. Nên anh mình không cho một cái anh chủ nhà anh cho cái cốt nền là bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu nha. Đây. Thì cái dưới đây. Thì cái dưới là mình hàng như vậy. Hình thức như vậy cũng được, còn không các bạn làm cái bánh xe. Bữa nào mình sẽ làm một cái bánh xe dưới cho các bạn xem. Đó. Thì mình làm sao mà cái bát này nó vừa hở bên có tầm 2 ly là được nha. Đó. Rồi các bạn khi mà gắn cái máng lên. Đây. Khi mà gắn cái máng lên các bạn canh cái độ hở đây nè.
Canh đồ hở từ dưới đây nó hở, ví dụ như cái dưới này mình nói ví dụ đây một phân, thì từ dưới lên trên nó phải hở một phân đều. Đó thì cái cửa nó mới đẹp mà nó không bị vinh cái cánh. Ví dụ ở trên là mình gắn cái máng vô nó đã hở một phân đúng không, thì mình phải canh ở dưới đây sao cho nó hở đúng một phân. Đó, ví dụ như cái này nó bị đá vô, nó bị đá vô cái cửa này, xí đầu này nó nhỏ thì các bạn phải chêm lót một cái gì nữa chặn lại cho cái này nó không chạy vô, là nó hở sao đúng một phân nha. Đó, còn ở ngoài thì mình hàng chặn lại vậy cho nó khỏi cái cửa khỏi lắc qua lắc lại vậy nè. Đó đó đó, vậy đó. Còn các bạn muốn nó không bị trầy sơn thì nói chung mình mài mấy cái này nè cho nó láng xíu, rồi mình thà cái mỡ các bạn, đó là nó sẽ rất là nhẹ mà nó sẽ không có bị trầy sơn gì. Với lại sơn á, mình xài sơn thì xài sơn ha, hai thành phần nha, chứ không phải xài sơn ba cái sơn điểu nha các bạn. Sơn điểu là nó sẽ tẩy liền nha. Đó, đó là một cái lưu ý thứ nhất. Còn cái lưu ý thứ hai nè, là khi các bạn muốn gắn cái máng này lên đó, thì các bạn muốn gắn cái máng này lên thì mình sẽ đẩy cửa này vô nha. Bây giờ mình sẽ đẩy vô. Đó, mình canh độ hở làm sao mà cái cửa nó ở dưới nè, ở dưới mình cho độ hở là một phân 5 ly cũng được. Đây đó, sau khi mình cho cái đồ hở là nó hỏng bát nó lên, chứ nếu mình đặt lên cái bát đó lát nó nằm lên cái bát đó thì nó cứng không lùi qua được nha. Mình cho nó hở chân lên là khỏi cái bát đó, hở chân lên khỏi cái bát đó là một phân đó, mình cho hở lên một phân đó, rồi hở lên một phân xong rồi á các bạn đẩy vô cho hở, đẩy vô nè đó. Để mình ra ngoài quay cho nó dễ hơn. Đứng đây luôn, mình đứng đây mình quay luôn nha. Đó, thì các bạn canh sao mà nó hở như cái cây sắt cái dung 4 nè. Nó hở đều cái dung 4 lên nha. Đó, nó thẳng đều cái cây dung 4 luôn. Đó, sau khi nó thẳng đều cây dung 4 rồi á, rồi dưới cái đầu bên đây mình đã cho hở khỏi cái bát đó là một phần. Ở dưới là cho khỏi cái lùi cho nó nhẹ khỏi đụng á. Thì bắt đầu mình sẽ hàn cái máng vô. Mà trước tiên mình hàn cái máng này vô, chấm bon cái máng này, chấm bon đầu này. Đó, rồi mình canh cái đường này nó thẳng rồi á. Mình canh cái đường này nó thẳng xuống rồi các bạn sẽ hàn cái bon bên này cho mình nha. Đó, mình hàn cái bát bên này cho nó giữ lại. Xong rồi mình lùi cái cửa, mình hàn mình chấm bon vừa cấm thôi, mình lùi cửa thử nó nhẹ chưa. Đó, sau khi mà cái cửa nó nhẹ rồi á thì các bạn hàng cứng luôn, hàng cứng xong rồi các bạn canh cái bát hôm nay hàng mình đẩy vô nha. Đó, mình đẩy vô cho nó điều cửa, rồi bắt đầu mình canh cái máng này cho nó bằng, rồi mình hàng vô nữa là xong. Cửa này nhỏ hàng ba bát vậy là cứng ngắt rồi. Đó, vậy là xong cái hình thức là ráo cái cửa lùi treo là như vậy các bạn. Còn trường hợp mà tại cái này là nó có cái sắt sẵn nên mình hàn vô trong đây luôn nha. Chứ nếu mà nó không có cái sắt á, thì mình sẽ làm một miếng bát chữ U như vậy. Còn không là mình sẽ làm một cái mạch đạn nằm dưới đây. Sau mình sẽ hàn hai cái la hai bên. Các bạn hai cái la hai bên, xong rồi bạn chế một cái mạch đạn. Đó. Là các bạn chế mặt đạn xong rồi các bạn phải làm một cái ti đóng xuống phòng lỗ đóng xuống dưới sắt này nè, xuống cái nền này nè. Đó, cái ti đó đóng xuống dưới nền này cho nó giữ cái mặt đạn lại, rồi các bạn đưa vô. Còn ở đây là bữa nào mình có video mình làm kiểu đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì bây giờ nó sẵn nó có cái cây sắt này, mình hàng kiểu chữ U luôn nha các bạn. Thì do sáng giờ mình thử cửa nhiều quá, lúc mà chưa hoàn thiện là nó hơi bị chạy đây. Nhưng lát nữa mình sẽ mài vũ cái miếng bát này cho nó hết xước rồi mình sẽ đưa vô mình sử dụng nha các bạn. Đó, lát nữa là khi các bạn canh cái cửa nè, xong rồi các bạn làm bát có cho người ta, để mình hàng bát có rồi thành phẩm xong mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Rồi thì mình đã hoàn thiện xong cái cửa lùa treo dưới cái phòng luôn rồi nha các bạn.
Thì hình thức thì như mình nãy giờ mình đã làm, mình các bạn nào mà chưa hiểu thì xem hết video từ đầu tới cuối sẽ hiểu nha các bạn nha. Chứ các bạn xem mà từng khoảng á, các bạn xem tu nhanh là không bao giờ hiểu cái hình thức ráp cửa lụa treo với lại cái hình thức mà mình làm cái quách ngăn sắt này như thế nào nha các bạn. Các bạn phải xem hết video thì mới hiểu được nha. Rồi thì cái phòng này vài bữa nữa anh mình sẽ lót cái nền, anh chủ nhà anh lót cái nền xong rồi anh sẽ dán giấy dán tường gì đó, nên mình không kêu mình sơn mấy cái này đó. Thì cái cửa khi mà mình làm á, mình canh cái bát khó sao mà vừa tôi gần đụng tới chỗ này là các bạn hàng chặn một miếng bát ở sau cái cửa nữa đó, cái miếng bát đó đó. Lát nữa mình sẽ sơn lại cái máng này, dưới chỗ nào đầy trụ mình sơn lại hết hả. Với lại mình bắn tay nắm vô cho người ta kéo cửa nữa là xong nha các bạn nha. Còn mặt ngoài nè, cái cửa này các bạn thấy cửa lùa rất là nhẹ không đó, cái cửa rất là nhẹ. Nếu mình làm mình không bị gây cửa, cái cửa nó không bị quinh qua quinh lại, mình lùa rất là nhẹ nha. Nó thẳng bánh xe thì mình lùa rất là nhẹ. Nhiều lúc bánh xe nó chạy nó hơi ồn, các bạn cho mở lên cái đường ray á, cho mở vô trong cái hai bên đường ray đây nè đó, cho mở vô bên đèn cục rồi các bạn lùa tới lùa lui là nó sẽ nhẹ nha, nó sẽ ít kêu lại nha, nó không có kêu nữa nha đó. Nó cửa rất là nhẹ không đó. Thì video này mình làm cho các bạn nào mà mới vô nghề với lại chưa biết nghề cách thức mà làm quách ngăn bằng sắt với lại gắn cửa lùa treo như thế nào nha các bạn nha. Đó, thì cái này mình ở ngoài mình hàng hai cái bát khó để anh em mà khi mà chủ nhà ta đi tôi móc khó vô thôi nha các bạn. Còn trường hợp mà chủ nhà ta không thích xài ổ cái móc khó đây á, thì mình mua cái ổ khóa của cửa lùa nhôm á, mình mổ cho ảnh nha. Nhưng mà kiểu này thì nó an toàn hơn, còn sắt á thì làm kiểu này an toàn hơn, còn nhôm thì mình làm ổ khóa cửa lùa nhôm á, nó sẽ mổ vô cái nhôm á đó. Nè ở dưới nè, nó cái độ rơ nó sẽ rất ít. Nếu mà như các bạn gắn cái cửa vô mà các bạn cho cái đồ hở này nó nhiều á thì nó sẽ bị lắc cái cửa, đúng không? Ví dụ như canh sao mà ví dụ cái cửa mày nó bị hở cái bát này nhiều quá thì các bạn phải chêm một cái gì đó vô trong đây cho nó chặn lại, sao mà cho nó thẳng đồ hở từ dưới lên trên luôn nè. Đó là cái cửa không bị lắc mà nó lại thẳng, cửa nó đẹp khi mình lùa qua bên đây á là nó sẽ không cái chân nó nè. Lùa qua không rồi. Khi mà lùa qua đó, nó thẳng là nó sẽ vô luôn nè đó, thấy không? Nếu mà ví dụ nó bị gây qua đây á, nó bị hơi gây qua các bạn sẽ lùi vô sẽ đụng cái sắt, đúng không? Còn cái này nó thẳng luôn đó, nó thẳng từ trên dưới đồ hở nó đều nhau luôn đó. Rồi vậy đó, hình thức là nó vậy nha các bạn. Nào chưa biết ngờ lưu ý giùm cho mình mấy chỗ đó để mà làm cửa cho nó nhẹ mà nó sử dụng cho nó ngon lành nha. Rồi thì mà video ở đây mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Cái gì mà các bạn không hiểu thì comment bình luận dưới cho mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi bạn nào cảm thấy video này hay thì cho mình một like, còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho mình để mình ra những cái video mới các bạn sẽ biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.